mình lớn trai, vậy đó mình lớn sao ông giao ta đứng như là ông mình vậy? Là mình mà điện thoại người ta nhưng họ bắt máy nói chuyện người ta đi. Anh em mười mấy cuộc rồi đó. Rồi rồi rồi. Em nói điện tới em. Ủa sao điện được, điện được rồi. Bây giờ họ nói anh điện thoại nó không nghe. Chị bắt máy người ta đi, cái lời người ta. Nó nói đang đi làm hình hả? Đang đi làm hình đó em ơi. Hình mà làm gì nào? Khó. Dạ bộ, mày hỏi, ủa mày đi đâu rồi? Mày về hả? Tự nhiên mày nói làm hình, tay cam nhờ tan cái lời nó sợ. Nó sợ rồi, nó phải nói vậy hả? Ủa mày đi cái đâu rồi? Ông có nghe tiếng về chạy không? Em đang ở quán cà phê cái trường á, em nhìn thành á. Dạ. Chúng ta đưa mày 150 ngàn rồi phải không?
em vô dân người ta. Rồi rồi. Con xin nó thả đi, không có không.
mà nó nói như vậy thì sao mà nói nó được, mình không có nói gì hết. Bây giờ kể từ giờ tới chiều nó nói con bé này nó sẽ gọi là nó nói là anh ơi anh ra chưa, anh làm hình chưa, giờ anh ra anh lấy cái địa chỉ là Bình Dương để anh ra thôi. Là chị gọi ra anh tận ngay thì nói nè, bây giờ em ngồi đợi anh chính xác là bao nhiêu lần phút đó, còn nếu không thì để cho em đi về nhà, tại nhà em cách đây rất là xa. Chị nói vậy đó. Nhà nó Bình Dương thì hỏi chỗ nào, chứ nhà anh phải đưa đi gọi cho tới nói là thôi bây giờ em về. Em về. Nó nói anh phải đi cho Bình Dương. Vậy là anh mang cái nhà anh giao anh lấy tiền còn lại. Bây giờ chị đừng có để không nữa.
Thank you.
lên xe ngồi đi cứu cả đi đó, người ta đòi lên đó đúng không rồi, cứu cả đi đó, ai đi bán Trung Quốc á, bé nó lên xe. I wouldn't want anything to happen to my inventory. No dog escapes from shelters.